Tố cáo bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng cần chứng minh thiệt hại gì để đòi bồi thường. Chiều ngày 21 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, về các hành vi vu khống, làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép. Những người gửi đơn tố cáo gồm ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh và cùng ba người khác đều là nghệ sĩ. Chia sẻ trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng cho biết sau thời gian chuẩn bị hồ sơ tố cáo và đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình liên quan đến hành vi vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo thụ lý đơn của Hưng và đang trong quá trình xác minh nội dung đơn để xử lý đúng người đúng tội. Cụ thể quá trình giải quyết của cơ quan điều tra, Hưng sẽ cập nhật đến cả nhà. Đàm Vĩnh Hưng viết. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ mong muốn của mọi người chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ, Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận, thì Hưng vẫn sẽ chờ hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của hưng trong việc từ thiện nhưng hưng tin con đường mà hưng đã chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật chỉ có thể kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra và tòa án mới có thể trả lời chính xác và dứt điểm cho những thông tin bịa đặt vu khống mà hưng đang phải chịu đựng dưới góc độ pháp lý luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng nhóm nghệ sĩ tố cáo nữ doanh nhân về các tội được quy định tại bộ luật hình sự trong đó có tội vu khống làm nhục người khác đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông về quá trình giải quyết vụ án ông cường phân tích đàm vĩnh hưng và các nghệ sĩ phải gửi đơn tố cáo kèm theo các chứng cứ như bài viết hình ảnh thông tin cho thấy có hành vi vi phạm của bà nguyễn phương hằng sau khi tiếp nhận cơ quan điều tra sẽ phân công điều tra viên xác minh kết quả có khởi tố vụ án và khởi tố bị can hay không phụ thuộc vào việc xác minh của cán bộ điều tra, bản chất trắng đen của vụ việc sẽ sáng tỏ trong thời gian tới. Còn luật sư Hoàng Trọng Giáp giám đốc công ty luật Hoàng Sa cho biết, nếu Đàm Vĩnh Hưng tố cáo đúng, tức là cơ quan tố tụng xác định không có chuyện Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn, khuất tất tiền từ thiện thì quá trình giải quyết vụ án ngoài vấn đề hình sự, cơ quan tố tụng phải xem xét để giải quyết luôn cả phần trách nhiệm dân sự. Khi đó người bị tố cáo là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo thiệt hại thực tế xảy ra người bị thiệt hại, Đàm Vĩnh Hưng phải có nghĩa vụ chứng minh những thiệt hại đó. Cụ thể luật sư Giáp cho rằng Đàm Vĩnh Hưng nên thống kê thiệt hại về tinh thần, cuộc sống ra sao, bị đảo lộn như thế nào, thiệt hại về vật chất ảnh hưởng đến thu nhập là bao nhiêu, các đơn vị đối tác đã quay lưng với anh dẫn đến hệ lụy gì, công việc hoạt động nghệ thuật có những khó khăn hạn chế, khán giả và người hâm mộ có thái độ quay lưng bỏ rơi chỉ trích ra sao. Sau những phát ngôn mà anh cho rằng bị vu khống từ bà Nguyễn Phương Hằng, Căn cứ và thống kê đó, cơ quan tố tụng sẽ đưa ra phán quyết phù hợp. Ngược lại, trong quá trình giải quyết tố giác tội phạm, nếu bà Nguyễn Phương Hằng tố ngược, cung cấp được bằng chứng về hành vi an chặn, khuất tất tiền từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng, dẫn đến cơ quan tố tụng khởi tố vụ án hình sự đối với chính người đi tố cáo là Đàm Vĩnh Hưng, thì diễn biến vụ việc sẽ theo hướng khác, khi đó nam ca sĩ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một trong các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.